Hành trình truy bắt đối tượng nhiễm HIV, trộm 200 triệu đồng, nghiện ma túy, nhiễm HIV giai đoạn cuối. Để có tiền mua ma túy sử dụng, phát hàng đêm dạo quanh các tuyến đường tìm nhà sơ hở cải cửa trộm tài sản. Ngày 18 tháng 2, trực ban công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin trình báo của anh LVK, sinh năm 1993, quê Thanh Hóa, chủ tiệm buôn bán bình ắc quy trên đường Bình Long, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú về việc bị trộm đột nhập lấy đi 200 triệu đồng tiền mặt chiếc ba lô chứa laptop và hai điện thoại di động. Sau khi tiếp nhận trình báo của anh Ca, công an phường Tân Thành đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Phú xuống hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Trước xước dữ liệu trong camera gắn ở khu vực cửa hàng nhà anh Ca, các tổ công tác phát hiện khoảng 3 giờ sáng, một đối tượng đội mũ trùm kín mặt tiếp cận cửa hàng ác quy của anh Ca khi thấy cửa sổ nhà anh Ca không đóng. Đối tượng đưa mắt do xét và phát hiện chùm chìa khóa cửa nhà đặt trên bàn làm việc nên dùng cây sắt kheo chùm chìa khóa, đột nhập trộm cắp. Nhân dạng của đối tượng qua hình ảnh camera quá rõ ràng, công an quận Tân Phú đã tổ chức khoanh vùng, trích lục hồ sơ lưu các đối tượng cộm cán trên địa bàn. Xác định đối tượng gây ra vụ trộm là Chế Văn Phát, sinh năm 1994, ngụ đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Đây là đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối, nghiện ma túy nặng và có nhiều tiền án. Những người sống gần nhà của Phát cho hay, Phát không có công việc ổn định, nghiện ma túy nhưng những ngày qua tỏ ra là người có tiền. Sau khi về nhà được một vài ngày, Phát đã rời khỏi địa phương đi đâu không rõ. Trưa ngày mùng 2 tháng 3, Phát điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ, tổ công tác lập tức đeo bám, chặn đầu xe và khống chế Phát. Bên trong cốp xe, tổ công tác phát hiện ba bịch ni lông chứa ma túy dạng heroin, 30 triệu đồng tiền mặt phát cất giấu trong chiếc loa thùng đặt trong cốp xe tại trụ sở cơ quan điều tra phát khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an quận Tân Phú đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam phát để xử lý về tội trộm cắp tài sản. Công an quận Tân Phú khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo quản tài sản. Khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa cổng ra vào, cửa sổ tránh các đối tượng đột nhập vào để lấy trộm tài sản. Khi phát hiện đối tượng đột nhập lấy trộm tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn